Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị cùng các anh em ở trong nhóm ha. Thì đây là một cái bo một em gửi đó, mặt trước đây là mặt sau. Thì mình nhìn xung quanh đó là nó có điện trở dán, điện tử dán, rồi 7805, rồi diode, rồi tụ điện, nó có in hình ở dưới đây rất là nhiều. Rồi bây giờ bên mặt bên đây thì các bạn nhìn thấy có một cái con lớn để nằm trong miếng nhôm, đó là con triac. Rồi mình nhìn quanh mình thấy có một con IC và những cái giắc cắm, thì mình xác định được đó là những cái vị trí của những con linh kiện, rồi điện trở, rồi tụ điện màu vàng, tụ điện màu nâu, rồi những cái tụ điện mà hóa, nó có hai cái tụ điện dính liền với nhau, rồi có mối cuộn dây. Rồi đây thì mình sẽ nhìn xung quanh, nếu mà mình nhìn một cái bo này á, mà trước mặt mình á, thì mình có thể thấy được và mình có thể lật lên lật xuống được, có thể dễ hiểu hơn. Còn các bạn mà muốn hỏi trên nhóm thì các bạn nên chụp mặt trước mặt sau, rồi cái chỗ này nó kết nối ở đâu, nó kết nối ở chỗ nọ nọ như chỗ nào, thì để mình sẽ trả lời, thầy sẽ giúp được các bạn dễ hơn trong cái việc mà xác minh được cái đó là cái xác minh danh tính á, là xác minh được là cái bo này là cái bo gì và nó hoạt động như thế nào được. Còn nếu mà mình không cung cấp được dữ liệu thì cũng khó. Mò cũng hơi lâu. Còn nếu mình cung cấp được cho thầy mò hoặc là cung cấp cho các bạn ở trên nhóm, trên group và trên mạng để hỏi, thì các bạn có thể ghi ghi chú đi ha. Ghi chú gì thì nó quá quá rõ ràng là để dễ dễ hiểu rồi. Điểm này là cái quạt, điểm kia là cái gì nó có sẵn hết ha. Và khi bạn đã cung cấp một cái thông tin để hỏi thông minh á, thì các bạn có cái cơ hội tiếp cận cái ngành điện tử, cái ngành công nghệ mới một cách dễ dàng hơn. Đó là những cái câu hỏi đặt là những câu hỏi thông minh, mình cũng nên hỏi như vậy để mình chứng tỏ là mình có thể tiếp cận được với cái công nghệ sửa chữa điện tử. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn xem nha. Đầu tiên á, là hai cái điểm này đó là hai cái điểm 220 vào. Bo mạch nào cũng có cái nguồn cấp đúng không các bạn? Phải có cái nguồn nuôi, nguồn ăn vào. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ lật bên dưới nè. Đây hai cái điểm này là cái điểm ăn vào đó, điện AC input. Rồi tiếp tục thì điện nó sẽ đi đâu nha? Rồi nó tiêu thụ thì nó phải ra đúng không các bạn? Phải xuất ra. Đầu tiên đó là nó phải xuất ra cái điểm này nè. Cái điểm này là cái điểm lên bàn phím để mình bấm 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 cái lệnh. Rồi cái điểm này là ra quạt. Còn cái điểm này là ra dây mai so để mà đốt nóng đó, chỗ đó là quan trọng nhất đó, chỗ đó là để đốt nóng, để cho nóng lên cái nồi hầm, áp suất nồi, nấu chậm nấu nhanh nấu cái gì đó các kiểu. Tại vì nó điều khiển triac là điều khiển AC, AC thì ra mạnh ra yếu thì qua cái dây mai so thì nó sẽ là công suất nha, nhớ các bạn ha. Triac là điều khiển điện xoay chiều, SCR là điều khiển điện một chiều, transistor điều khiển điện một chiều nhưng mà nó thấp cái vol hơn, còn SCR điều khiển điện một chiều. Rồi bây giờ khi chúng ta mà cầm một cái bo mạch lên đó thì chúng ta sẽ nghĩ đến những điều gì đầu tiên? Đầu tiên là các bạn nhìn thấy là có ngõ vào rồi, nãy giờ thì có ngõ, có nó out. Đây là những cái dắt nối như thế này là các bạn biết là out ha. Cái dắt hồi nãy là lên vi xử lý để mình bấm 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 phím số nổi màn hình rồi đó. Còn cái dắt này là dắt quạt. Rồi tiếp sau đó các bạn hãy kiểm tra đây là có một con IC. IC này á, là các bạn hãy liên tưởng là IC nguồn. Rồi tiếp sau đó là các bạn nhìn á, những cái con tụ nè. Những con tụ đó nó bao nhiêu volt. Ví dụ như nó 400-500 volt á, là chỗ đó là phải cao áp. Một là cao áp đầu vào. Nè các bạn thấy không? Tụ này là tụ hóa. Xem nó có bị phù hay là bị nề gì hay không. Còn đây là những con điện trở. To nhỏ các bạn dùng đồng hồ các bạn đo nó coi nó còn sống hay không. Đây là những con diode, thì những con diode này á là làm nhiệm vụ rồi để chặn điện rồi nắng điện. Đây là cái dàn diode và cái dàn linh kiện, các bạn phải hiểu nó. Cái con đen đen đó là diode đó, rồi con ba chân nó 7805 nó ghi trên mã đó. Để các bạn kiểm tra hết bằng dùng đồng hồ đo. Thì cái này mà các bạn không biết á, đo thì các bạn trở lại những bài học trước đó. Đây là những con tụ, nhìn xem con tụ, đây là hai con tụ vàng với con tụ nâu, đó là con tụ bi, con tụ không phân cực nha. Đó. Còn cái đây là cái con 7805, nó sẽ ổn áp ở đây là 5V để cung cấp cho vi xử lý của chúng ta. Hoặc là quạt.
Hy Lạp cái gì đó. Rồi đây là con Zener 541, 541 rồi nó lấy từ nguồn Acidet để lên cái chỗ này nè. Cái chỗ này là cái chỗ để điều khiển bàn phím. Cái chỗ này điều khiển bàn phím thì nó cần cái nguồn Acidet. Thì nó điều khiển một cái lệnh đi vào cực G của con triac. Khi mà chúng ta bấm nhiệt độ nóng ít nhiều đó thì lập tức chân T1 và T2 nối liền với nhau. T1 ở đâu? T1 là điện 220. 220 cấp vào, và T2 đó là ngõ out ra cái dây mesh, thì hai cái nó nối lại với nhau và nó sáng. Rồi bây giờ phân tích mạch điện nha. Đầu tiên là điện 220 vào qua cái tụ này nè. Một đường đi nữa là nó sẽ đi qua con điện trở, đi đường này. Con điện trở đó các bạn nhìn ở trên đó, nó là như thế này. Đó, điện trở nó khoảng 22 ôm mà. Rồi nó sẽ đi qua cái cầu cái hai con diode này để nắn cái dòng điện DC. DC thì được lập ở hai cái tụ đó, cái tụ thứ nhất, và nó sẽ qua cái rắc rim hoặc là con điện trở. Nó qua con điện trở đây, điện trở này nè là như là 220 ôm, 22 ôm rồi đó. Rồi các bạn thấy nó qua đường đó rồi nó sẽ lọc lên con tụ nữa và đi vào chân IC, đi ra cái đường này để mà đưa ra một cái đường nữa là còn đây là cái đường 5V. 5V nó từ mấy con điện trở trước đó đó, nó sẽ nắn qua. Còn đây là con 7805, nó sẽ ổn áp ra để cung cấp cho vi xử lý hoặc là cho quạt. Rồi, ở đây là cái đường ra đường vào của cái 5V để cung cấp cho vi xử lý. Thì đương nhiên vi xử lý nó sẽ ăn điện rồi nó sẽ có một cái lệnh đi xuống cực G của triac để nó điều khiển con cực G của triac. Thì cực G triac là làm cho T2 và T1 đóng lại với nhau. Thì T2 và T1 đóng lại với nhau thì nó sẽ qua một cái bộ gọi là công suất, giống như dây mesh vậy đó. Nó sẽ làm ấm dây điện lên. Các bạn nhìn xuống bo thì thấy nó có hai cái chỗ, đó là cái chỗ cơm và cái chỗ ao đó, để điều khiển T1 và T2 của triac đóng lại với nhau thì nó sẽ làm cái dây nó nóng lên. Như vậy thì các bạn đã hiểu được cái đường đi của các giò mạch như thế nào không? Tại đây là một cái bộ mạch này mà học viên gửi cho tôi, thì tôi sẽ giải thích cho cùng với các bạn và nhiều người cùng xem luôn. Nếu một ngày mình giải thích rất là nhiều á thì sẽ mất đi cái quỹ thời gian của mình rất là nhiều các bạn, nên mình phải làm chung như vậy đó để cho các bạn có thể hiểu được và xem. Video đến đây cũng đã khá là dài. Mong các bạn bấm like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để nhiều người có được cái cơ hội mà học tập về điện tử, tự sửa chữa đồ đạc trong nhà của mình ha. Rồi như vậy thì xin chào và tạm biệt các bạn nha. Nhớ bấm chia sẻ trên nhật ký cá nhân của mình để khi video này ở chế độ riêng tư thì các bạn có thể bấm vào xem được. Còn nếu không thì các bạn sau này khó phải xem khi nó ở chế độ riêng tư nha các bạn ha. Rồi như vậy thì các bạn bấm xem cái video trước đó. Thì làm sao để mà sửa được một cái máy mới vào tầm bắt đầu cái máy sửa từ đâu, mình sẽ làm khi nào, làm gì đầu tiên, được kiểm tra cái gì đầu tiên. Thì đây là một cái video khá là hấp dẫn, các bạn đón xem nhé. Các bạn bấm vào sau màn hình kết thúc để xem đó.